Vâng, giờ phút này đây đến bữa cơm tối, vậy xin trân trọng kính mời toàn thể các ông các bà là trai gái rể dâu cũng như cháu chắc nội ngoại. Hôm nay là bữa cơm cuối cùng của cụ, vậy xin mời tất cả các con, các cháu, các chắc của cụ tề tựu hết về trên y sàng để mời cụ bữa cơm ly biệt cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời toàn thể các ông các bà, các anh các chị là con là cháu là chắc của cụ, ai trên đầu có vành tăng trắng về đây chịu tăng vong linh như một cụ thì xin trân trọng kính mời ông có bà canh các chị về trước linh sàn để mời cụ bữa cơm tối của buổi tối ngày hôm nay. Cũng là bữa cơm ly biệt cuối cùng, cụ còn nằm ở trong nhà bên con, bên cháu, bên các chắc. Ngày mai cụ đi xa, cụ về cõi vĩnh hằng ngàn thu an giấc, được nguyện cầu cho linh của cụ được siêu thoát. Vậy xin mời toàn thể các con, các cháu của cụ. Có mỏi quần ngồi khoanh chân không? Mỏi khoanh chân không? Đồng gia tội lắm. Thế con có bà canh các chị là con là cháu là chất của cụ đã về đông đủ chưa? Đồng gia tự lập cứ ai? Các con các cháu khóc gọi cụ lên ba câu thật to, mời cụ về cơm điện. Đại diện cho gia đình nên thắp ba nén hương. Hết giờ phút này đây, bữa cơm tối cũng là bữa cơm ly biệt cuối cùng của cụ còn nằm ở trong nhà. Về các con, các cháu, nội ngoại gần xa, nội thân bên cha, ngoại thân bên mẹ từ bốn phương trời đã đem thân về hầu lên đầu về chịu tang vong linh linh hồn của cụ giờ phút này đây. Nhất tâm chí thiết, nhất dạ chí thành, tu thuyết thương hoa, kim ngân lễ vật. Nghe con lòng có đạo, có gạo, có tiền, thắp nén nhang thơm phát tâm bồ đề. Nghe để mời cụ về đây, cụ chứng giám với các anh các công các bà, các anh các chị. Là con là cháu cụ đa thiểu như hà, người giàu một bó, người khó một nén. Sầu đố khổ thành tâm, mỗi người một ni một nay. Công các bà, các anh các chị đặt tiền lên mâm cơm để cụ về chứng giám A Di Đà Phật. Đồng gia cuối cùng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật để xin cung thỉnh Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát để xin cung thỉnh đệ Thánh Ma Mục Kiên Niên Tôn Giả để xin thỉnh tôn thần Vũ Phương thổ công thổ chúa thổ gia thổ trạch Ngộ Công Tất Dục Vạn Phúc Phu Nhân Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân Vũ Phương Long Mạch Tiền Hậu Tiếp Dẫn Đại Thần để xin cung thỉnh nội gia tiên tổ ngoại gia tiên tổ cùng nguyện tộc từ cao cao tầng tổ khảo cao cao tầng tổ tỷ bá thúc đệ huynh cô di thì muội á thân viễn cận nhất thiết nội ngoại đằng bị chân linh cập cô bé tại gia ông hoàng tại nhà cô bé đỏ cậu bé đỏ thị cập bào thai thiếu tháng một ngày nhờ đời đằng bị chân linh bất thức thụ sinh hà đương gan tuế nương thời thọ chung để xin kính thỉnh kim liên đương cai thái tuế chu vương hành khiển chí đức tôn thần đương cảnh thành hoàng hậu địa của công cuộc chính thần trưởng thử chân thương phổ đồng cúng giảng tư thần cần tấu vì Việt Nam quốc Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên thành phố Tân Cương xã xóm ngược yêu vu gia cư ngày hôm nay có vong linh nhơ ngột của cụ Phạm Thị Liễu cụ hưởng đại thọ 93 mùa thu cụ Sa Bà Nguyệt Mãn Quy Ẩn tổ tiên nay các con các cháu thảo hiền từ bốn phương trời đã đem thân về hầu đem đầu về chịu tang vong linh nhơ ngột của cụ nay nhất tâm chí thiết nhất dạ chí thành tu thiết thường hoa kim ngân lễ vật có lòng có đạo có gạo có tiền thắp nén nhang thơm phát tâm bồ đề để xin kính thỉnh chư vị người Đồng Nai giáng hạ để tiết triệu nơi hương linh cụ Phạm Thị Liễu để cụ giáng hạ từ đường giáng hạ đàn tiền để cụ nay nâng miễn hưởng bữa cơm tối để ngày mai cụ về với tổ tiên mong linh của cụ được đắc siêu đắc độ đắc tự tại đắc tiêu giao được cụ phù trì cho dương quyến được điều lành đem đến điều giữ tống khứ tha phương để cụ cứu ban nộc âm nộc dương cho các con các cháu của vong linh nhơ ngồn của cụ cũng nộc gần nộc xa nộc ăn nộc nói nộc quái nộc mở để hồ hết lại có để hồ vơi lại đầy để cụ phù hộ độ trì cho đồng gia dương môn quyết đẳng già được mạnh khỏe trẻ đắc bình an lên đảo tất thông cầu chi thất ứng lê bạc tâm thành lễ tuy bất tức nồng kính nhiễu dư chứa nhất niệm thông chi tam giới nén hương thơm thấu lưng kiều trùng để lại vong linh nhơ ngồn của cụ trăm muôn vạn lệ
đồng gia quốc cung nhị bái gia đình bái hai bái. Mẹ ơi, nay toàn thể các con mẹ trai gái rể dâu bữa cơm tối trực tinh sàng chúc con gọi hồn mẹ ơi. Mẹ ơi, chúng con nhỏ xuống biết bao nhiêu giọt lệ sâu. Mẹ ơi, thương mẹ vất vả từ lâu để đến ngày hôm nay các con các cháu các chất phải tiễn mẹ một lần đầu. Mẹ ơi, bữa cơm tối chúng con chứng minh sàng thiết nghĩ rằng nhân sinh tại thế hỏa mấy người sống 8, 9, 10 đôi 30 năm cũng kể một đời. Mẹ ơi, sống vật số biết làm sao tránh hoài. Mẹ ơi, nay mẹ đại thọ 93 mùa thu, mẹ đã chán vòng trần thế dù áo ra đi đi không quay về để nghìn thu vĩnh biệt. Mẹ ơi, chín chữ cù lao để cho anh chị em chúng con kể sao cho xiết mang nặng đẻ đau chúng con 9 tháng 10 ngày. Phù mong 3 năm mẹ đã lo cho anh chị em chúng con đến từng miếng ăn giấc ngủ cơm chúng con ăn đôi bàn tay mẹ nấu. Mẹ ơi, nước chúng con uống đôi bàn tay mẹ tuôn, trời lọc bức gió từ bàn tay mẹ. Mẹ ơi, sưởi ấm chúng con cùng đôi bàn tay của mẹ, nuôi mười mấy anh chị em chúng con ai nấy đều khôn lớn trưởng thành. Mẹ ơi, trai lớn mẹ dựng vợ, gái ngoan mẹ gả chồng, mẹ đến tuổi an nhàn mẹ hưởng phúc với cháu con. Nay 93 mùa thu mẹ đại thọ, mẹ khuất núi khuất non đi, mẹ bỏ cháu mẹ bỏ con ra đi mãi mãi mất rồi. Mẹ ơi, chúng con là con trai của mẹ đây, nhất tuần con rót chén rượu nào. Mẹ ơi, nhân tuần cho con rót chén rượu nào, nhị tuần rót chén rượu tiên đi, tam tuần chúng con rót chén rượu lên đi. Mẹ ơi, để gọi là trả nghĩa đền ơn đi, công sinh vì thành. Mẹ ơi, giờ đến bữa cơm thì thương, nay cả con đi trước mình đi sang khăn khóc gọi nhớ linh hồn. Mẹ về những giọt ai lưng. Mẹ ơi, đây này chỉ còn bữa cơm tối nay nữa thôi, mẹ nằm ở trong nhà
hẹn sẵn ngày mai mẹ đi xa mất rồi. Mẹ ơi, đây là bát cơm cuối cùng con đừng để con mời mẹ đây. Mẹ ơi, con thay mặt chị em con, con vừng cơm lấy thức ăn để con mời mẹ bữa cơm cuối mẹ còn ở trong nhà. Từ nay trở đi, một ngày ai cuối chúng con đi về, biết tìm mẹ ở nơi đâu. Mẹ ơi, để chúng con mâm cơm rót nước mời mẹ hiền như những ngày qua. Một cụ Phạm Thị Liễu giờ phút này đây bữa cơm tối, các con đẻ trai gái rể dâu cùng với các cháu chắc nội ngoại trước linh sàng lòng thành kính thắp nén nhang thơm để báo hiếu cho cụ bữa cơm đi biệt cuối cùng cụ linh thiêng cụ về đây chứng giám để ngày mai cụ về với tổ với tiên để vong linh cho hồn của cụ được đắc siêu đắc độ đắc tự tại đắc tiêu dao. Cụ phụ trì cho dương quyến đều nành đem đến để đều giữ tống khứ tha phương. Nay thỉnh thất nay cầu chi thất ứng lễ bạc tâm thành lễ tuy với tức lòng kinh hữu dư chữ nhân điệp thông chi tam giới nén hương thơm thốn cửu trùng để đệ vong linh cho hồn của cụ trăm muôn vạn lệ. Đồng gia kiện thành lễ tạ vong linh cụ nhị mãi. Xin mời tất cả gia đình lễ vong linh cho hồn của cụ hai lễ là xong.